Chào mừng các bác và anh em quay trở lại với kênh Zika Audio. Ở video ngày hôm nay thì bên công ty Zika chúng em làm một vài review nhanh khi sản phẩm này mới về bên chúng em. Đó là một mẫu đẩy đến từ thương hiệu WeWood. Và đây là cái giao diện mặt trước của con đẩy QA1600 này. Đối với dòng đẩy 4 kênh QA1600 thì các bác và anh em cũng đã biết đến từ năm ngoái rồi cơ. Năm 2018 thì cái bản của năm 2018 xuất hiện. Và cho đến hiện nay thì hãng đã tiếp tục nâng cấp cái phiên bản đó lên cái phiên bản QA1600 năm 2019 này. Với cái ngôn ngữ cũng như phong cách thiết kế của phiên bản năm 2019 thì nó sẽ khác đi về cái giao diện mặt trước. Với cái phiên bản của con QA1600 phiên bản năm 2018 thì nó sẽ làm một cái mặt phẳng. Cái mặt trước để nó bảo vệ những cái chiếc áp bên trong thì nó sẽ là cái mặt phẳng. Nhưng đối với cái phiên bản năm 2019, vâng, thứ nhất là nó có cái ngôn ngữ thiết kế, nó có một cái tấm thép, một cái tấm thép để bảo vệ cái mặt ngoài của cái con đẩy QA1600 này. Và cũng là để chúng ta căn cứ vào đó để phân biệt đó là phiên bản năm 2018 và phiên bản năm 2019. Và các bác và anh em có thể nhìn thấy đây. Với cái mặt trước được vo tròn bằng một tấm thép cứng này, nó sẽ làm cho chúng ta có một cái nói chính xác hơn là làm cho nó đánh lừa cái thị giác của chúng ta. Trước kia cái phiên bản đó đã mỏng rồi, nay nó trang bị thêm cái kiểu dạng cái quấn vòm này, cái tấm mặt trước bảo vệ vòm tròn như thế này, nó lại làm cho chúng ta có cảm giác nó còn mỏng hơn nữa. Và chính xác là như vậy. Thực tế con này chiều bề dày của nó sẽ rơi vào khoảng độ 6 đến 7 phân. Chúng em sẽ lấy một cái thước em đo chính xác cho các bác và anh em. Nhưng khi các bác và anh em nhìn thấy đây thì nó rất là mỏng, cảm giác nó mỏng kinh khủng luôn, vì cái tấm sắt này nó đánh lừa cái thị giác của chúng ta. Đó là cái đầu tiên là cái nhìn vào. Và cái thứ hai là cái chức năng nhiệm vụ chính của nó là nó để nó bảo vệ cái màn hình bên trong và các nút chức năng chuyển đổi các kênh cũng như là bốn cái chiếc áp này và bảo vệ cái phím nguồn. Đây là tấm thép rất là cứng nhé, được cắt được giật chứ không phải là thép bình thường, rất là cứng, rất là chắc khỏe. Thứ nhất là chúng ta vận chuyển hay là bày biện trong gia đình hay nhỡ có xảy ra vấn đề va đập thì nó sẽ bảo vệ tốt những cái phần bên trong. Động tay gần như không đến. Đây là cái để chúng ta phân biệt được cái phiên bản năm 2019 và năm 2018. Cái phiên bản năm 2018 thì nó sẽ là cái mặt phẳng, mặt trước của cái sản phẩm, và nó chỉ trở thành như có một cái tai như thế này. Đấy, chuẩn xác. Nhưng đối với phiên bản năm 2019 này, nó đẹp hơn và nó có cái độ chất hơn. Đây các bác và anh em này. Hốc để hút gió vào làm mát linh kiện bên trong. Đối với cái dòng đẩy WeWood QA1600 này là dòng đẩy chạy nguồn xung và mạch Class D. Nhưng mà cái chất âm thì nó cực kỳ tươi sáng. Và công suất con này có thể cho chúng ta khai thác lên đến 850W. Và nó vẫn giữ nguyên một cái công suất ổn định như cái phiên bản năm 2018. Thậm chí nó còn được cải tiến đi về nhiều cái hiệu năng cho chúng ta có thể chơi được với những cái đôi loa công suất lớn. Giao diện mặt trước đây vẫn các nút chức năng như là chuyển Shifter này, Paranel này và Drive. Còn chiếc áp trên con này thì nó vẫn sử dụng cái dòng chiếc áp bi. Các bác cứ vặn rồi sẽ cảm nhận nó chuyển đổi từng cái bánh răng một, rất là thích thú. Và trên cái chiếc áp này thì nó hoàn toàn bằng một cái thép nhé, một cái thép nguyên khối, thép cao cấp đấy, và cắt máy CNC ở cái đường vòng tâm, các bác có thể nhìn thấy bên trong đây. Và trên cái thân cái chiếc áp này nó cũng đã được đánh li ti những cái đường mắt cáo li ti, chúng ta cầm vào nó cảm nhận được luôn. Một màu đen này thì gần như sẽ không bị bay màu trong quá trình thời gian sử dụng lâu ngày. Và những cái sản phẩm này thì là sản phẩm chính hãng của bên WeWood,
do công ty chúng em là đại sứ thương hiệu và phân phối độc quyền nên sẽ được bảo hành chính hãng cho các bác và anh em 12 tháng. Ok, em sẽ quay mặt sau ra một chút để chúng ta xem được những cái thiết kế về là mặt sau của sản phẩm. Em sẽ tắt cái màn hình đi nhé. Các bác và anh em có thể thấy là khi giao diện bật tắt của màn hình. Em sẽ khởi động lại để cho các bác và anh em thấy cái tinh tế cũng như là cái giao diện của màn hình khi bắt đầu khởi động nguồn lên. Ok, giờ em sẽ tắt nguồn đi và em quay mặt sau ra cho các bác. Con đẩy này thì nó là vô cùng nhẹ. Đây, một tay em có thể nhấc được. Đây là mặt trên của nó. Vừa khoe một tay nhấc được nhưng mà thực sự đợt này cơ kiếp nó hơi yếu, ít vận động thể dục thể thao. Đây là cái giao diện mặt sau nhé các bác và anh em nhé. Nó sẽ có hai chế độ để cho chúng ta lựa chọn đây. Gạt xuống sẽ là đánh mức 800 đến 850W và đẩy lên sẽ là cái mức là 400W. Thường thường chúng ta khai thác chúng ta sẽ đánh ở cái mức 800W đây. Nhìn cái lưỡi đỏ đỏ đấy các bác nhé. Đấy. Và đường vào thì đây, nó có đường vào toàn bộ bằng cam nông hết, đường vào CD, đường ra bằng new trích nhé, bên này cũng vậy, và một dây nguồn và tích hợp cầu chì luôn ở đây. Con này đánh chế độ bright nó sẽ lên đến 1200W, vậy nên chúng ta có thể đánh được những cặp súc kép 40-50. Đây ghi đầy đủ tất cả đây rồi. Và đặc biệt con này là dòng đẩy hiện nay có thể đánh kể cả các bác có đánh chế độ parallel nhưng các bác vẫn có thể chỉnh độc lập được từng kênh một, mà không như những cái dòng đẩy trước đây mà chúng ta đánh parallel thì chúng ta chỉ chỉnh chiếc áp A nó gánh cho chiếc áp B, chiếc áp C gánh cho chiếc áp D. Nhưng đối với con này gạt sang chế độ parallel, các bác chỉ cần đưa một đường vào thôi nhưng mà nó vẫn ra bốn đường, một đường vào, hai đường vào và bốn đường ra, nhưng cái chiếc áp các bác có thể chỉnh độc lập từng chiếc áp một. Ok, bây giờ em sẽ đưa vào để test nha, cũng như là thử cái sức gánh, sức chịu đựng của con đẩy QA1600 này nhé. Ok, và em đã ghép nối thành công xong con đẩy QA1600 của chúng em với dàn thiết bị này và một đôi loa JBL-G500. Sau đây em sẽ test thử một đoạn karaoke trên nền nhạc cực kỳ sôi động này để các bác và anh em cùng nghe và thẩm định cũng như là kiểm tra cái chất lượng và cái công suất của con đẩy QA1600 này phiên bản năm 2019 này nhé, và tổng thể bộ combo này nữa. Rồi em xin mời các bác và anh em cùng lắng nghe và thưởng thức ạ.
cho em rất là nhiều. Sao ngày ấy bỏ anh trong cô liêu, anh từng nói với em rất nặng lời. Sao ngày ấy để anh ôm chơi vơi, giờ lớn hơn anh mới hiểu. Ai cũng muốn một cuộc sống không lo toan, vì lúc ấy anh quá xoan. Em nào dám gửi vẫn cho anh mà. Sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời là đánh mất em khi ta tuổi đôi mươi, là muốn nắm ôm em theo cả cuộc đời mà bản thân anh còn chưa lo được nỗi. Giờ đây anh đã có những thứ em cần rồi, thì không có em nên anh đau lòng thôi. Người không dám tin tương lai anh thay đổi, giờ theo bước anh em sẽ đơn đau cuộc đời. Không có em nên anh đau lòng tôi. Người không dám tin tương lai anh thay đổi, giờ theo bước anh em sẽ đơn đau buồn cười. Ok, cũng vừa khéo hết bản nhạc này thì em cũng khép lại video này. Và trước khi khép lại video thì em xin nhấn mạnh thêm con đẩy WeWood QA1006 này của chúng em là phiên bản mới nhất của năm nay, là phiên bản năm 2019 nhé. Công suất hiệu năng ổn định hơn so với phiên bản 2018. Và giá hiện nay bên công ty chúng em đang phân phối bán ra là 6.800.000 đồng giá tại công ty. Mọi chi tiết các bác có thể liên hệ trực tiếp theo hai số hotline của chúng em để được tư vấn thêm về cái sản phẩm này, cũng như là trọn vẹn cấu hình này. Các bác nếu các bác mà hợp gu luôn thì các bác có thể đặt những cấu hình này bên Vita chúng em. Em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác và anh em. Nhớ đăng ký và subscribe và ấn chuông để ủng hộ bên công ty Vita chúng em nhé.